Rạp chiếu phim chính thức được hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 11 năm 2021 sau nhiều tháng đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, hai tuần đầu tiên, các rạp phim ghi nhận sự trở lại ảm đạm của khán giả bởi một phần tâm lý còn e ngại dịch bệnh, phần lớn do không có nhiều sự lựa chọn khi lượng phim không đủ thu hút khán giả. Cũng lo là đi ra rạp nè, do máy lạnh như vậy thì chắc cũng dễ lây nhiễm nên mình cũng hơi lo, nhưng mà mấy lần vừa rồi đi thì toàn rạp vắng nên không sao. Một phần là tâm lý của mình cũng như là tâm lý của khán giả, mình nghĩ là chưa có phim đủ hot để kéo khán giả đến rạp. Mình nghĩ đó là lý do chính. Từ ngày 3 tháng 12, Eternals, chủng tộc bất tử chính thức ra rạp. Đây là bộ phim siêu anh hùng tiếp theo trong giai đoạn 4 của vũ trụ điện ảnh Marvel. Được đạo diễn bởi nghệ sĩ từng đoạt giải Oscar Chloe Zhao, chủng tộc bất tử kể về một nhóm người bất tử đã tồn tại trên trái đất trong 35.000 năm. Phim có sự góp mặt của hai diễn viên gốc Á là Ma Dong Suk, Gemma Chan, nổi tiếng với phim Con nhà siêu giàu châu Á, và những ngôi sao hạng A như Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek. Ngay trong những suất chiếu đầu tiên, phim đã thu hút lượng lớn người xem cùng những bình luận đầy tích cực. Angelina Jolie thì là một minh tinh mà quá nổi tiếng rồi, nên việc mà tham gia Marvel là coi như một là bất ngờ luôn. Phim Eternal này thì mình nghĩ đó là một trong những cái phim mà đủ hot để kéo khán giả tới. Thứ nhất là cái câu chuyện, cái thứ hai nữa là có dàn cast, thì mình nghĩ là nó sẽ rất là hot để khán giả đến rạp. Tại vì những phim Eternal hay là một số phim No Time To Die hay là những cái phim lớn khác ấy, thì xem ở rạp nó có thực sự là một cái trải nghiệm. Nó chỉ là trải nghiệm điện ảnh. Chúng ta có thể là dịch, chúng ta có thể xem những cái phim ở nhà qua các hệ thống trực tuyến, bây giờ nó phát triển rất là mạnh. Bản thân tôi xem rất là nhiều, nhưng mà cái cảm giác ở rạp cũng có thể so sánh được. Thì ít nhất phim này đến giờ nó vẫn chưa có xuất hiện trên mạng hay là ngay tại mấy cái hệ thống streaming. Nên cái này thì rất là hay để cho mọi người trở lại ra phim. Vì đây cũng là phim Marvel nữa nên nó sẽ hút rất nhiều khách. Và cái thay đổi lớn nhất của cái phim này có lẽ là mời cái đạo diễn Chloe Zhao. Cô này là, chúng ta biết là cô ấy là những phim indie, những phim độc lập, và nó rất là, nó hơi deep một chút. Nó hợp với những ai thích suy tưởng, thích đắm chìm vào trong cái trầm tư mặc tưởng nào đó. Nó đi tìm những cái gì nó thuộc về nhân sinh, thuộc về những cái chiều sâu bên trong con người. Thì khi mời một đạo diễn như vậy mà làm một cái phim có thể nói siêu anh hùng, thì nó là một cái, vừa là con dao hai lưỡi. Thì tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái thử thách, nó một cái có thể nói là một phép thử thú vị của Marvel. Họ dám vượt ra khỏi cái khung an toàn đó để đi tìm cái gì đấy mới lạ. Nó có thể nó thành công, có thể nó không, nó thất bại, nhưng mà tôi nghĩ tôi đánh giá cao cái sự lựa chọn này của Marvel trong cái dự án này. Venom, đối mặt tử thù, bom tấn đầy đủ yếu tố hành động và hài hước cũng sẽ kế tiếp Eternals ra rạp từ ngày 10 tháng 12. Ra mắt vào thời điểm các dịp lễ Tết cận kề, những bộ phim này khiến quản lý các cụm rạp tại thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng khán giả sẽ sớm quay trở lại để xua tan bầu không khí ảm đạm kéo dài chiều tuần qua.